Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 4, trang 47, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Câu hỏi số 4 với nội dung như sau. Tại sao trong bể bơi nuôi cá, thường lắp một số các loại máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục, đồng thời thì trồng thêm một số cây thủy sinh? Thông thường thì các bể cá nuôi cá thì sẽ hẹp và kín, khi đó thì lượng oxy cung cấp cho hoạt động hô hấp của cá sẽ không đủ, nên người ta thường phải lắp thêm máy bơm để điều hòa lượng oxy trong nước. Bên cạnh đó thì cây xanh trao đổi chất với môi trường bằng việc hấp thụ khí carbonic và nhả ra khí oxy là một trong những loại khí mà duy trì sự sống, nên người chơi cá cảnh thường trồng thêm một số cây thủy sinh trong các bể cá. Vậy là cô và các em đã hoàn thành bài tập số 4. Trang số 47, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.